ba kia nó đi rồi, đi qua nó cắt trắng cá rồi sao. Con này 93, hàm 95, hay hàm 10. Đang quay đầu xuống. Chú chu luôn, chú chê cái con 93 kia nó yếu hơn cái con này. Con hàm 95 này nó mạnh hơn. Lúa trúng không à. Công sẽ tắn á, mùa này mà công tắn là trúng. Trúng hè thu. Và đi đâu nhỉ? Dạ. Không nói máy chứ 93 giờ chạy dở. Mới vô lúng. Con máy này chạy không lúng, ông khen tài xế này giỏi nè. Đéo xanh nè. Ông đang bức xúc. Phải tài xế này, cái chú chưa được. Còn tài xế này chạy dữ thiệt. Thấy không nhỉ?
chua và đường bệnh nha. Nó quay lại cái tem TC93 gà lút hàm lòng. Ba các bạn, cái tay không kia dáng gì, chạy cái hàm lớn, lại buồn cả hết luôn. Chất lượng.
khổ. Nhích, nhích tới, nhích tới. Yeah. Xong rồi sao mới chạy ra. À, máy cắt mình quá kéo. Này còn 93. Cái cầu